Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine run sợ trước sự tấn công của Nga tại Kursk. Nga kẹp chặt 10 lữ đoàn Ukraine ở Kursk. Lực lượng Moscow đã giành lại Lyubimovka trong khi quân đội Ukraine đang cố gắng đột phá tới quận Gluskovki. Tại khu vực biên giới Kursk, các đơn vị Nga đã dọn sạch Lyubimovka và đang đột phá vào con đường xanh. Lực lượng Moscow kiểm soát hỏa lực tuyến đường từ Korenevo đến Suzha. Điều này làm phức tạp rất nhiều công tác hậu cần cho quân đội Ukraine nằm giữa Onkovka và Pokrovki. Binh sĩ Nga cũng đang tiến tới Plekovo. Mục tiêu của họ ở đây là phát triển tới biên giới phía nam Suzha, sau đó mở cuộc tấn công theo các hướng hội tụ từ Godovka và Gorani đến Onkovka. Thông qua đó, thì các đất đường tiếp vận của nhóm lực lượng Kiev ở khu vực Kursk. Hai cánh quân đông tây của Nga đang kẹp chặt đối phương trong gọng kìm. Nhận thấy tình hình xấu đi nhanh chóng đối với cụm binh lực gồm khoảng 10 lữ đoàn đang chiến đấu trong lãnh thổ Nga, Kiev quyết định tấn công toàn diện vào Gluskovki. Quân đội Ukraine cố gắng đột phá các làng Vesnoya và Obukhovka nhưng đều không thành công. Một làn sóng xung kích ập vào vị trí của lực lượng Moscow trong các đồn điền ở phía đông trang trại đầu tiên. Cùng với đó, ở phía tây, quân đội Ukraine cố gắng chọc thủng Volfino. Mục tiêu cuối cùng của quân đội Ukraine là đột phá tới Gluskovo để đánh vào hậu phương của nhóm quân Nga đang tiến về con đường xanh. Theo đó, lực lượng Moscow đang liên tục mở rộng quyền kiểm soát của mình ở một số khu vực, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công đối phương. Tại quận Gluskovo, cảnh quay về chuỗi trận chiến giành khu định cư Vesnoye tiếp tục xuất hiện với các cuộc giao tranh trên những tuyến đường tiếp cận ngôi làng diễn ra trong nhiều ngày qua. Xác nhận về các cuộc giao tranh trong khu vực ngôi làng cũng đang được cung cấp bởi cảnh quay do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào hôm 20 tháng 9, cho thấy sự di chuyển của một nhóm xe tăng thiết giáp Ukraine về phía khu định cư. Cuộc tấn công có sự tham gia của một xe CV-9040 do Thụy Điển sản xuất và một xe tăng Leopard 2A6 do Đức chế tạo. Kết quả của trận chiến vẫn chưa được biết, mặc dù quân đội Ukraine đã đổ quân vào một trong những vành đai rừng liền kề với ngôi làng. Tại Vesnoye, nhiều ngôi nhà đã bị hư hại do pháo kích và giao tranh liên tục. Việc Ukraine sử dụng các robot tự hành cũng được ghi nhận trong khu vực. Một robot được trang bị súng máy đã bị phá hủy ở ngoại ô Volfino bởi máy bay không người lái FPV và sau đó kết thúc bằng một phát bắn RPG. Tại quận Korenovo, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn gần Krimnaya. Quân đội của Ukraine đã giảm đáng kể so với các cuộc tấn công của những ngày trước đó sau khi lực lượng Moscow kích hoạt ở sườn trái từ hướng Korenovo. Tại quận Suzha, quân đội Nga đang phát triển những thành công của những ngày gần đây. Thông tin về việc giành lại Darinio đã được xác nhận. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực Tikhonaevo, Darinivo và quân đội Nga cũng đã tiến vào và củng cố các vị trí của họ ở Uspenovka. Ngoài ra, thì 4 lính nghĩa vụ Nga chấn giữ các vị trí trong rừng trong gần 40 ngày, truyền dữ liệu về chuyển động của đối phương và thực hiện các hoạt động khác đã được rút khỏi vòng vây. Tại quận Bolshezo-Daskoye, quân đội Ukraine đã pháo kích vào một trạm phân phối khí đốt ở trung tâm hành chính và các cơ sở hạ tầng dân sự khác ở các làng xung quanh. Tổng cộng có hơn 10 ngôi nhà dân bị hư hại và tại Zava, một nhà văn hóa địa phương đã bị phá hủy bởi một quả đạn pháo được thả từ một UAV. Ukraine rút chạy khỏi hàng loạt ở Kupiansk, Bobrovka và Kurakov. Kênh Military Summary đưa tin quân đội Nga được cho là đã giành được nhiều lãnh thổ hơn nữa ở khu vực Kursk. Cuộc phản công ồ ạt chủ yếu đến từ phía Tây, nhưng họ cũng mạnh mẽ xông lên ở phía Đông. Tại Makhitka, ở Nam Kupiansk, lực lượng Moscow có thể chiếm được những phần xa hơn của ngôi làng. Tuy nhiên, các hình ảnh định vị địa lý cũng cho thấy họ đang tiến về phía Tây theo hướng Nevsky. Về phía Pokrovka,
các cuộc tấn công của Nga được cho là đã đạt kỷ lục mới, vô số hành động tấn công đang được thực hiện, đặc biệt là ở phía Nam. Theo một số nguồn tin, quân đội Nga cũng đã chiếm được các vị trí xa hơn ở phía Nam Sydney. Có vẻ như thay vì đánh trực diện vào cứ điểm kiên cố này, họ đang cố gắng vượt qua ngôi làng để bao vây, buộc đối phương phải tháo chạy hoặc là đầu hàng. Lực lượng Moscow được cho là đã mở một cuộc tấn công từ ngôi làng Hotcher vào nhà tù ở phía Tây và hiện đang chiến đấu để giành lấy nhà tù. Mặt trận Kharkov ngày càng trở nên tích cực về phía Nga. Dường như tuyến phòng thủ của Ukraine đang vỡ vụn, quân đội Nga đang tiến lên đều đặn dọc chiến tuyến dài hàng trăm km, đặc biệt là tại các điểm nóng như là Kupiansk, Bobrovsk và Kharkov. Mặt trận Makhivka, Ukraine gần như thất thủ. Theo kênh Reuters, trong những ngày qua, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu của đối phương ở Kharkov và Dnipro, cũng như cơ sở hạ tầng ở cảng Odessa. Trên hướng Liman, quân đội Nga đã mở rộng kiểm soát xung quanh Makhivka, gần như kiểm soát hoàn toàn khu định cư. Về phía Sobozhansky, quân đội Nga cũng đang tấn công các vị trí của đối phương ở Volchan và phát triển về phía Tikhy. Tại Bobrovsk, lực lượng Moscow đang tiến vào Horodivka và cũng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các vị trí của quân đội Ukraine ở gần Bobrovsk. Lý do Ukraine chưa dùng F-16 cho những sứ mệnh nguy hiểm nhất. Các máy bay F-16 của Ukraine lần đầu tiên tham chiến vào cuối tháng 8 để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga. Khi đó, Kiev đã mất tiêm kích F-16 đầu tiên, song nguyên nhân thực sự là gì đến nay vẫn là một bí ẩn. Tướng James Hacker, tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu và Bộ Tư lệnh Không quân Đồng minh NATO trong tuần này cho biết Ukraine không sử dụng F-16 cho những nhiệm vụ nguy hiểm nhất vì các phi công của họ chưa thuần thục vận hành loại máy bay chiến đấu này. Các phi công Ukraine chưa có nhiều thời gian luyện tập với F-16 khiến cho họ bị hạn chế trong các nhiệm vụ có thể thực hiện. Những phi công này mới chỉ làm quen với F-16 nên Ukraine sẽ không giao cho họ những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, ông Hacker nói. Trước khi Ukraine nhận được những chiếc F-16 do NATO viện trợ, một trong những câu hỏi lớn được đặt ra là Kiev sẽ sử dụng chúng như thế nào. Hình ảnh ban đầu về F-16 ở Ukraine và các tên lửa được trang bị trên chúng cho thấy Kiev dường như sẽ sử dụng chúng trong vai trò không đối không, có thể là để phòng thủ thay vì cho các nhiệm vụ như là cận chiến, hỗ trợ trên không hoặc là trấn áp và phá hủy hệ thống phòng không của đối phương. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sykhi từng nói rằng ông không muốn những tiêm kích F-16 mới bay quá gần tiền tuyến, nơi chúng có thể bị đe dọa bởi các hệ thống đất đối không đáng gờm của Nga. Mặt khác, theo ông, F-16 có thể giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Các cựu phi công quân sự Mỹ có kinh nghiệm lái máy bay F-16 phân tích, mặc dù các nhiệm vụ phòng không của Ukraine có thể an toàn hơn so với nhiệm vụ tấn công, nhưng chúng vẫn nguy hiểm và rủi ro cao. Ngoài môi trường hoạt động đầy thách thức khi làm nhiệm vụ phòng không, nơi có nhiều tên lửa và máy bay không người lái bay xung quanh, các phi công Ukraine lái F-16 còn phải vận hành một chiến đấu cơ rất khác, máy bay từ thời Liên Xô mà họ đã quen thuộc.